Vâng, và đây là phần phía sau của cái nhà. Do địa hình ở đây nó hẹp quá thì chúng tôi không thể đổ bê tông tươi, cho nên là bắt buộc phải đổ bằng tay. Đấy, cung đường đây rất là hẹp, cho nên là xe đổ bê tông tươi nó không thể vào được. Đường trước và đường sau rất là hẹp. Đây, và đây là công trình của chúng tôi. Đây là các bác thợ đang đổ mái.